Vì trời mưa thì những cái hộp che rau bắt đầu phát huy tác dụng. Còn đây là những cái thùng mà không được che rau, không được che mưa, nó đều bị mưa thì đều vào hết cái lá cây này. Tất nhiên là mưa nó có chứa axit thì các bạn phải cẩn thận. Đấy. Thì cái thùng cái dàn để che mưa thì nó mưa nó đây cái bao phiên bản đầu tiên thì chúng tôi dán chưa căng lắm, nhưng mà nó sẽ võng nước ở dưới này. Đó thì các bạn cần phải đổ cái nước này đi. Mỗi một lần như thế là chúng ta nhất nước chúng ta đổ đi. Đó, đẩy lại. Còn nếu mà cái phiên bản mà chúng ta thêm một cái thanh ở giữa này để cho nó chắc, để cho nó không bị đọng nước thì chúng ta lại phải mất thêm tiền, mất thêm cái trọng lượng nó sẽ tăng lên và cái chi phí nó tăng lên. Hiện nay chúng tôi cố gắng để cái hộp chụp rau này dưới 100.000, cố gắng vào lãi rất là thấp, mà thậm chí không có lãi. Chúng ta bán cái này không có lãi. Nếu mà giá 99.000 cái chụp này thì chúng tôi sẽ gọi là bán kèm với lại phân trùn quế, chứ không thể nào bán với giá đấy được, vì giá đấy chúng tôi lỗ. Chứ còn giá thật của nó thì chắc là phải 120 chúng tôi mới bán được cái chụp này, vì trên là màng nilon Israel, xung quanh là lưới chống côn trùng Thái Lan, và đây là khung kẽm sơn trắng. Thế nếu sử dụng khung nhôm nó sẽ rẻ hơn, nhưng mà cái chi phí công rất là cao. Một cái này làm mất 25 phút, và nếu chúng ta giảm được còn 10 phút thì lại còn phụ thuộc vào cái số lượng đặt hàng của khách hàng nữa, chứ không một cái nhân công mà họ làm mỗi một cái chùm này không ấy, thì chi phí sẽ rất cao. Đến họ bắt đầu đưa máy cắt ra rồi vân vân, rất nhiều chi phí. Đây là cái hiệu quả khả năng chống nước của cái dàn rau. Đây cái thùng này rau muống này được che này, thì bên trong là hoàn toàn khô. Tức là cái tre này nó chống chuột này, chống côn trùng này, chống rán này, rồi chống búp sên này, rồi chống đủ loại, chống bướm, chống sâu bệnh, và đồng thời là nó hạn chế mưa, nó chống mưa, là ngăn mưa. Mưa thì nó có chứa axit rồi các loại bụi này, các bạn thấy không? Đây, đây cái bụi, cái hạt bụi trong này, đấy, thì các bạn thấy không? Hạt bụi này là từ nước mưa chứ không? Mưa nó còn kèm theo cả bụi nữa, vì nước bốc hơi dưới lên, rồi khi quá trình mà nước mưa rơi từ trên xuống thì nó gặp những cái hạt bụi này, nó sẽ lôi cả hạt bụi này xuống cái rau này. Thế cái rau mà nó chứa hạt bụi thì nó sẽ không, chúng ta lại phải rửa. Về cái hạt mưa bây giờ nó có chứa nhiều cái chất hóa học do các nhà máy nó thải ra, rồi các cái hóa chất vân vân, rồi axit rơi lên đây, rơi xuống rau thì rau nó sẽ rất là, chúng ta lại phải rửa rất là nhiều, và nó thậm chí nó làm hại cả đất trồng nữa. Nên chúng ta lưu ý là cái hộp che mưa này rất có tác dụng trong cái thời buổi hiện nay, là khi mà biến đổi khí hậu rồi ô nhiễm môi trường. Chứ ngày xưa nó cũng để nước mưa thì nó rất là tốt, bây giờ nó không tốt nữa. Bây giờ thì không thể dễ dàng chúng ta lựa chọn giải pháp tự nhiên nữa, không có gì hoàn toàn tự nhiên nữa, mà chúng ta chỉ có thể dần dần quay trở lại thôi.